Sau khi kết thúc phần chia sẻ vừa rồi thì chúng ta sẽ đến với phần lật quẻ. Còn hai quẻ, bây giờ mình sẽ chọn một trong hai. Thôi chọn lẹ đi chứ. Hát cháy một đoạn vài lâu nhất lại là... Trời ơi. Anh về nhớ share bài cho em nha. Ok luôn. Anh add friend là nhớ share bài cho em đó. Anh share một cái là liên tục hai đứa mình đoán đi. Anh share cái là liên tục tầm mấy? Anh nói, mình nói cấp cao đi, top 3. Top 3? Bài chưa quên ngữ cổ là top 5 đúng không? Yes. Bài này mình phải hơn chứ. Ôi, ok, ok. Yeah. Em nhớ rồi nha, rồi. Okay. Nhà em hát. Lấy cái mút thất tình rồi mình hát cho nó... Mình có uống miếng nước không? Không, nãy giờ mình cười nhiều á. Mình sợ mình hát nó không có đau. Anh buồn chưa? Anh nghĩ về người yêu cũ của anh đi. Ok, anh sẽ lấy tâm trạng nha, lấy cảm nghĩ xúc nha. Nghĩ về người yêu cũ không được cười nha. Cớ sao ta lại đau đến thế, cứ buồn đến thế khi tình yêu tan vỡ. Và sau những tan phai, ta như hoài giọt lệ em rơi khi nói chia tay. Mỗi khi ta nhìn xa phố vắng, lòng chờ theo hát, giờ thì tiếc nuối chiếc hôn ngày xưa. Chuyện hôm qua xa rồi, nhưng khi nhớ về lại khiến tim ta lặng im, che sữa đêm dài. Trời ơi, anh phải nghe cái bài này lúc mà anh thất tình sao anh đi trên một cái chuyến xe mà 12 giờ đêm á, không có một bóng người. Xong rồi anh ngẩng lên trời không có trăng luôn, cũng không có sao, cũng không phải là một ngày mộng mơ. Xong anh cảm thấy là anh cô đơn kinh khủng khiếp, bật nhạc của em lên, anh xói lòng luôn á.